Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên nhằm kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng các cấp, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2015. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Đảng bộ huyện Vị Xuyên được Ban thường vụ Tỉnh ủy chọn là đơn vị tổ chức thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy và cũng là đảng bộ tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo đúng theo nguyên tắc của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa 23, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và hoàn thành kiện toàn công tác tổ chức cán bộ đối với 18 xã thị trấn và 5 cơ quan huyện. Đồng thời đã ra nghị quyết kịp thời ra quyết định chuyển y kết quả bầu cử đại hội các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng quy chế bầu cử trong đảng, chỉ đạo các chi đảng bộ triển khai xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của chi ủy chi bộ, ban chấp hành, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp. 88% chi đảng bộ đã hoàn thành xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa. Các cấp từ huyện đến cơ sở đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và quyết định phân công cá nhân cấp ủy viên phụ trách cơ sở. Ban thường vụ huyện ủy đã thành lập 6 đoàn kiểm tra về công tác tổ chức xây dựng đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối với các đảng bộ trực thuộc. Đối với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 7 tháng đầu năm 2015, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Tổng diện tích cây trồng vụ xuân đạt gần 8.000 ha, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 22.000 tấn. Các chương trình, đề án, phương án nông lâm nghiệp trọng tâm, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị trên tuyến biên giới và nội địa, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với đặc thù khó khăn về địa hình chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển của huyện Vị Xuyên. Vì vậy, để phát huy tiềm năng lợi thế trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội có tính đột phá, nâng cao đời sống của người dân, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vị Xuyên cần phải nỗ lực hơn nữa bằng nhiều mô hình, cách làm mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, làng mới, cần tiếp tục đánh giá thêm, nhất là đối với những mô hình đề án đã đang triển khai để tổ chức nhân ra diện rộng. Ban thường vụ tỉnh ủy góp ý cho các đồng chí là đề nghị đánh giá lại lợi thế, tiềm năng và phải gắn với nguồn lực của nó để tổ chức khai thác lợi thế tiềm năng của nó. Và phải có cơ chế đề án nguồn lực để khai thác cái lợi thế tiềm năng của Vị Xuyên cho nó đúng. Thứ hai là triển khai các nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Thường ấy là chúng ta hay có câu là tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung ấy, thì theo tôi không có rà soát lại quy hoạch nữa, chỉ có rà soát điều chỉnh nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là cái rà soát nhiệm vụ, nguồn lực để triển khai các quy hoạch đó. Thì các đồng chí tiếp tục làm theo cái đó thì tốt nhất. Về nguồn lực cho phát triển thì tôi đề nghị là Vị Xuyên trong lâu nay ấy, đã rất linh hoạt về cách tổ chức rồi. Thì tôi đề nghị các đồng chí khơi thông thêm cái tín dụng cho phát triển bằng các dự án. Các dự án này cách làm đấy. Tôi đề nghị là các đồng chí muốn khơi thông dự án mà ngân hàng có thể giải ngân được thì tôi đề nghị là những dự án này các đồng chí lập lên ủy ban tỉnh phê duyệt. Rồi các đồng chí cần phải làm tốt hơn cái liên kết thì tôi quan tâm đến cái chất lượng liên kết. Về công tác xây dựng đảng, huyện Vị Xuyên cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất cao, khẳng định tính gương mẫu của người đứng đầu. Xây dựng quy chế làm việc phải sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời thực hiện đảm bảo nguyên tắc giám sát, nói đi đôi với làm.
Tôi chỉ đề nghị công chí là quy chế làm việc ấy thì phải sát hơn để đảm bảo tổ chức thực hiện cái nguyên tắc giám sát, nói và làm. Quy chế hoạt động của các công chí trong này chúng ta rà soát, có thể điều chỉnh bổ sung được để mình đảm bảo thực hiện cái nguyên tắc giám sát, nói và làm. Quy chế làm việc phải như thế. Ban thường vụ huyện ủy, các ban xây dựng đảng của huyện cần tham mưu làm tốt, thay đổi và nâng cao cho được chất lượng hoạt động của ban thường vụ đảng ủy các xã. Cố gắng, đấy là một tổ chức lãnh đạo, xã là một cơ quan thì phải ra cơ quan, mà một tổ chức lãnh đạo phải đảm bảo vai trò lãnh đạo. Riêng các đề án của ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí hãy chọn đề án 145 để mà tập trung làm quyết liệt ở những cái xã hiện nay yếu. Các đồng chí tiếp tục xây dựng chất lượng, tức là chương trình hành động với chất lượng cao nhất. Tôi dùng từ là chất lượng cao nhất thôi. Đấy. Cái chương trình hành động của ban thường vụ, chương trình hành động của các cá nhân với chất lượng cao nhất. Theo cách là hướng mạnh về cơ sở, hướng mạnh về đảm bảo cho cái cấp xã hoạt động. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng yêu cầu để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra, huyện Vị Xuyên cần bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, phải có cơ chế, đề án nguồn lực khai thác tiềm năng tốt nhất trên cơ sở rà soát, điều chỉnh lại nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tiếp tục chương trình giám sát, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 đơn vị huyện Đồng Văn đã tiến hành giám sát về công tác đào tạo nghề năm 2013-2014 và 6 tháng đầu năm 2015 tại xã Phú Cáo, huyện Đồng Văn. Tham gia đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn. Xã Phú Cáo, huyện Đồng Văn có tổng số 1.175 hộ với 5.555 khẩu. Trong năm 2013-2014, xã đã phối hợp với ngành chức năng đăng ký và mở các lớp đào tạo nghề sơ cấp về các ngành nghề như nuôi ong lấy mật, nuôi và phòng trị bệnh cho bò, trồng hoa hồng, lắp đặt điện nội thất, cắt may trang phục. Hiện nay số người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề là 400 người, trong đó chỉ gần 40 người là có việc làm thường xuyên. Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị xã Phú Cáo cần điều tra, xác định ngành nghề phù hợp với thế mạnh để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho người lao động. Phải gắn đào tạo nghề, giải quyết việc làm với việc tuyên truyền và xây dựng các mô hình kinh tế tiêu biểu, có giải pháp tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là số lao động đã được đào tạo nghề. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị xã Phú Cáo phân công cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, định hướng tổ chức sản xuất phát triển kinh tế phù hợp với từng gia đình để giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Kết luận tại buổi giám sát, ông Hùng Ngọc Kim, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã Phú Cáo thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức dạy nghề cho người lao động, tranh thủ mọi nguồn vốn của các tổ chức cá nhân tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, đồng thời tiếp thu ý kiến của xã về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổng hợp để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 8, Đoàn Công tác Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 tại huyện Yên Minh. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện Yên Minh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Tổng số xe mô tô hiện đang quản lý là trên 11.400 xe. Số xe mô tô đăng ký mới trong năm 2015 là 1.300 xe. Ban An toàn Giao thông huyện đã tiến hành rà soát các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng. Kết quả đã phát hiện 9 xe hết niên hạn và tiến hành xử lý theo quy định. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thường xuyên được các thành viên trong Ban An toàn Giao thông huyện tiến hành. Ý thức của người dân khi tham gia giao thông ngày càng được nâng cao. Tại buổi làm việc, Ban An toàn Giao thông tỉnh và các thành viên Ban An toàn Giao thông huyện Yên Minh đã thảo luận, phân tích các nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên địa bàn huyện và tìm ra cách khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: giảm số vụ, số người chết, số người bị thương, kiểm tra công tác triển khai ký kết an toàn giao thông, giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân, kiểm tra niên hạn sử dụng các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn huyện, xử lý vấn đề xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới. Huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng tập huấn công tác chính trị hè năm 2015 cho các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn. Lớp bồi dưỡng tập huấn chính trị hè lần này nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ cốt cán, cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục trong tình hình mới.
đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức cách mạng nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục đào tạo. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho cán bộ quản lý và giáo viên của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Đồng Văn chia làm 6 đợt cho 1.700 học viên với thời gian bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 và sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 8 năm 2015. Nhằm đánh giá và chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2015-2016, huyện Mèo Vạc đang triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các xã trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế có thể thấy, công tác chuẩn bị của cấp ủy chính quyền các xã và nhà trường đang được thực hiện khá tốt. Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới. Bên cạnh đó, trước mắt, các xã cần triển khai sâu rộng hơn nữa trong việc vận động quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập cho các em học sinh. Đồng thời, vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí để mua sách giáo khoa, đảm bảo đủ số lượng sách, không để tình trạng thiếu sách vở khi bước vào năm học mới. Tăng cường phụ đạo cho học sinh, đặc biệt là những học sinh yếu kém, tổ chức các hoạt động bán trú cho học sinh ngay trước khi bước vào năm học để đảm bảo công tác duy trì sĩ số. Cùng với đó, thúc giục các đơn vị thi công, tu sửa các điểm trường để nhanh tiến độ xây dựng, kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Các trường tiến hành họp phụ huynh học sinh, ổn định tổ chức quy chế hoạt động năm học mới. Đồng thời, cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà trường cần làm tốt công tác vận động học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đi học trung học phổ thông và học nghề. Về vấn đề biên chế giáo viên và kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, huyện Mèo Vạc sẽ tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ kịp thời để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của năm học mới. Trong năm 2015, huyện Hoàng Su Phi được giao chỉ tiêu trồng 4.800 hectare rừng. Để hoàn thành kế hoạch giao, hiện nay huyện đã xây dựng 2 vườn ươm tại xã Đản Ván và xã Nam Sơn với trên 10 triệu cây giống. Trong đó 7,8 triệu cây sa mộc, 3 triệu cây xoan, đảm bảo đủ giống trồng đạt 100% kế hoạch. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi đã đăng ký diện tích trồng rừng là hơn 4.350 ha. Số diện tích còn lại trong kế hoạch đang thực hiện đăng ký bổ sung. Toàn bộ 25 xã thị trấn đã phát động phong trào trồng rừng và tiến hành trồng được trên 240 ha. Để hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng trong năm 2015, với chính sách hỗ trợ của nhà nước 600 đồng một cây giống, huyện Hoàng Su Phi đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện thuê đất của dân để triển khai xây dựng 2 vườn ươm cây giống tại 2 xã Đản Ván, Nam Sơn với số lượng trên 10 triệu cây, gồm sa mộc và xoan. Hiện nay, cây giống sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao cây sa mộc từ 25 đến 30cm, cây xoan từ 30 đến 50cm. Với đặc thù của cây sa mộc và cây xoan thích hợp với thời vụ trồng vào tháng 10, tháng 11, vì vậy, khi cây giống đảm bảo đủ điều kiện để xuất trồng, huyện Hoàng Su Phi sẽ triển khai cấp cây giống cho người dân, đồng thời hỗ trợ cước vận chuyển cây giống đối với các xã cách xa trung tâm huyện là 150.000 đồng một hecta và hỗ trợ công trồng 500.000 đồng một hecta cho tất cả các xã thị trấn đăng ký trồng rừng trong năm nay. Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Cuối bản tin mời quý vị và các bạn đến với thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 5 tháng 8 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 92%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 92%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 92%. Những thông tin về thời tiết cho các khu vực trong tỉnh đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
và xin kính chào tạm biệt.